người, chúng ta cùng đến với trận đấu vòng bảng giải cầu lông hội làng thôn Ô Cách, Yên Phong, Bắc Ninh mở rộng lần thứ tư năm 2020. Phía bên mình chúng ta cặp đôi Minh Long, phía sau mình cặp đôi Kiều Tuấn Anh. Vận động viên Long chính là vận động viên Long Bắc Cạn, nổi tiếng một thời ở nội dung cầu lông đơn nam. Và Kiều Tuấn Anh thì là hai đôi vợ, là đôi vận động viên top đầu cầu lông miền Bắc mà mọi người chắc chắn là gần như ai cũng có thể biết nếu các bạn ở khu vực miền Bắc. Phát cầu bắn, chết rồi.
Alo. Set 3. Trận thi đấu tiếp theo của bảng A là đôi Hải Dương và đôi Bạch Nam. Set 3. Trận thi đấu tiếp theo của nhóm tuổi 31 tuổi lương, đôi Hải Dương và đôi Bạch Nam. Alo. Chân một. Chân thứ đấu tiếp theo là bảng A của nhóm tuổi 18-30. Phải hết lên. Đôi Hoàng Anh Hải Lâm gặp đôi Diêu Dũng. Chân một. Chân thứ đấu tiếp theo của bảng A nhóm tuổi 18-30. Đôi Hoàng Anh Lâm gặp đôi Tùng Dương Văn Dũng. Quay không bình đoạn à? Quay không bình đoạn à?
Đó là chú ngồi đây bình luận để chúng ta xin mời đội tuyển yếu.